Chào tất cả mọi người, hiện tại tôi đang đứng tại công ty ô tô Bình Gia Phát, một công ty chuyên phân phối à, cho thuê, bán, trao đổi, thu mua sản phẩm xe mi rơ xe đầu kéo cũ mới cắt lợi tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay tôi xin à, phép à, đại diện công ty giới thiệu cho tất cả mọi người một dòng sản phẩm đó là xe à, mi rơ móc của cò CIMC với nhập khẩu 100% từ Trung Quốc về Việt Nam với chất lượng là mới 100% thì hiện tại cái củ cò CIMC của Trung Quốc thì không còn xa lạ ở thị trường Việt Nam nữa mà nó đã rất rất từ lâu rồi tới ngày hôm nay nhưng mà hiện tại với, với ngày hôm nay thì với cái, cái dòng sản phẩm của cò CIMC như ngày hôm nay thì đang rất là hot và rất là chuộng từ khoảng giữa năm 2019 đến đầu năm 2020 và bây giờ là đã giữa năm 2020 rồi nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt với cổ cò 45 feet và cổ cò 48 feet sản phẩm cổ cò thì là một sản phẩm khá là quen thuộc với dòng chạy lạnh bắc nam với các bác tài thì cổ cò chuyên dụng thì nó chỉ có là à, có bốn khóa gù thôi nên chỉ chở được công lạnh và với cái đặc điểm là có phần nhô cổ cò lên cái phần chassis là phần nhô lên cổ cò còn nếu mà bình thường nếu mà xương thì nó sẽ phẳng lì từ đầu đến cuối mọt và nó sẽ kết cấu từ 8 đến 12 gù. Thì chúng ta quan sát đây là một cái củ cò CIMC mới 100% nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây, đây là tấm lắc của CIMC. Thì một cái nó tên tấm lắc này nó sẽ thể hiện thông số, một số thông số, số cơ bản ví dụ như nhãn hiệu CIMC số khung model và tải trọng và sắc nặng chiều dài chiều rộng chiều cao và năm sản xuất thì hiện tại ở đây thì nó thể hiện là CIMC với số khung của nó với số khung nó đây và xác của nó nặng là 5 tấn 7 ha 5 tấn 740 kg và cho tải trọng của Somo Sumido này lên tới 33 tấn 3 30 tấn thì tổng tải trọng của nó là gần 40 tấn 40 tấn cả xác và cả chở hàng hóa ha với sản phẩm CIMC thì với chủng loại mọt CIMC thì rất nhiều rất rất nhiều chủng loại nhưng đã nó đã có chiếm lĩnh được thị trường trên toàn quốc ở Việt Nam cũng như toàn thế giới chứ không phải là ở Việt Nam ha à, thì một sản phẩm cho ra chất lượng khá là tốt và được người dùng tin dùng tin dùng khá là lâu đời từ ngày từ khi mà vận tải còn sơ khai tới ngày hôm nay thì sản phẩm của cò 45 feet thì nó hiện tại nó đang có một khúc gỗ của cò như thế này, nó được kết cấu bằng thép không rỉ, kết cấu bền chịu lực, chịu đời đợt hồi cao và à, tạo cho coi với cái thiết kế là gầm nó thấp nên là cái độ ma sát độ độ bám đường nó rất là tốt và cái xương này là được đúc là gầm đúc rất là chắc chắn, vẫn sử dụng trục phu qua truyền thống, vẫn sử dụng trục phu qua truyền thống ha. Ở cái gầm xuyên suốt thì chiều dài của nó là 14m2 và chiều rộng của nó là khoảng tầm 2 m rưỡi và chiều cao của nó là 1m480. 1, Theo thông số chuẩn của trong tờ khai đăng kiểm phiếu nhập về ha. Với kết cấu cản hai bên hông thì giúp bảo vệ cho khi xe máy à, khỏi bị cuốn vào trong gầm và cũng như bảo vệ cái mọt được tốt hơn. Với hệ thống đèn, hệ thống đèn thì chúng ta sẽ quan sát hệ thống đèn, ví dụ như là có xương thì nó sẽ nó sẽ hệ thống đèn nó sẽ khác và củ cò thì hệ thống đèn nó sẽ khác một chút đỉnh đó là nó sẽ có một cái phần cây nhô ra như thế này để nó chạy theo dọc theo cái công lạnh ha. Công lạnh ví dụ như cái cổ cò ví dụ như cái xương á, thì nó sẽ có một số cái gù nó nhô ra thì nó sẽ người ta sẽ lắp theo phần cái chỗ cái gù đó luôn nhưng mà cái riêng của cổ cò này chỉ có bốn cái bốn cái gù thôi bốn khóa gù thôi thì người ta nhà, nhà nhà sản xuất của nhà máy CIMC Trung Quốc đã thiết kế cái như thế này nhô ra rất là đặc biệt và giúp cho uh, chiếu sáng cả toàn bộ của thân ngọt, giúp cho lưu thông ở trên đường thì uh, được quan sát rõ hơn và khi người uh, tham gia giao thông uh, đi kế bên thì người ta cũng ước lượng được cái xe để mà né ra một bên đó tránh được cái những cái tai nạn đáng tiếc ha. Thì uh, với hệ thống điện thì hệ thống điện nó sẽ sử dụng qua 12 hoặc 04 tùy theo xe được của Mỹ xe trong Trung Quốc. Thì chúng tôi sẽ thể uh, thay thế hệ thống điện phù hợp với dòng xe mà anh em mang về uh, mang tới ở đây thì sẽ thay thế miễn phí hoàn toàn không phải tính tuần thường phí ha với sử dụng đây đó là sẽ có bát treo bát treo bát treo đây là sẽ sử dụng là là uh, gồm có vỏ sơ cua vỏ này thì sử dụng vỏ đúc một coi đúc một coi vỏ hai đồng tiền của 18 lớp bố của Trung Quốc thì lớp vỏ thì cái sản phẩm của CIMC ấy, thì nó có rất là nhiều cái đặc biệt mà rất là truyền thống mà người dùng rất là tin dùng đó là sử dụng loại vỏ đúng một coi thì cái vỏ này là vỏ 12 r 2.5 ha vỏ không ruột thì có đang là vỏ nó rất là chuẩn luôn với sản phẩm CMC thì dòng sản phẩm nó rất là quen thuộc nó quen thuộc đến nỗi là vỏ là phải vỏ đúng một coi chụp là phải trục phu qua chân chóng phu qua đó là những điều đặc điểm quan trọng nhất của một cái sản phẩm CMC nó thường thường nó cứ hay phải là CMC là phải như thế Đấy. mặc dù phụ kiện nó theo thì cũng có rất nhà sản xuất thì lắp theo yêu cầu của 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 người người tiêu dùng. Nhưng mà truyền thống thì lúc nào nó cũng phải như vậy ha. Đây, xuyên suốt của một của cò uh, 45 feet Của cò 45 feet này thì uh, quan sát là chúng ta thấy màu đỏ và có uh, hai cái thanh gầm dài 14 m hai nối nó liền với nhau và kết cấu là giữa đó là những có cái thanh nối ghép ngang với nhau giúp cho cắt do cho cái kết nối giữa hai cái gầm này chắc chắn chắc chắn hơn ha hệ thống điện hệ thống hơi trục chân chống và phu qua chân chống phu qua ở đây chúng ta sẽ quan sát là, là bầu hơi ở đây có hai bầu hơi đấy hai bầu hơi hệ thống điện điện à, thắng rất là đẹp với bố nhíp với lá nhíp và bố thắng lá nhíp thì sử dụng là 10 10 lá nhíp mà sử dụng 10 lá nhíp thì rất là tốt một số sản phẩm một sau này thì anh em chỉ còn lại cái bảy lá nhíp thôi thì đã bị cắt giảm đi rất là nhiều nhưng mà đúng truyền thống đó là phải 10 lá nhíp mới đúng ạ đây cục chi hơi hay là tất cả mọi thứ rất là đẹp sản phẩm mới này là chúng ta là không cần phải suy nghĩ nữa mà nhãn hiệu của CIMC nữa cực kỳ tốt Đấy thì bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái thùng đồ nghề thùng đồ nghề cho chúng ta bỏ một số vật dụng theo của robot thùng đồ nghề này thì sẽ chứa chứ gì à? chúng ta sẽ cùng quan sát nhé thì sẽ chứa một cái tay quay này một cái tay quay của vỏ sơ cua và một cái bát như thế này để chúng ta bỏ vào cái trục À, khi là thêm mỡ bò bỏ vào trục thêm mỡ bò ha bảo dưỡng của rau mọt đây sẽ chụp vào cái này để mở cái nắp chụp phu qua này ra để là thêm mỡ bò bảo dưỡng của nó thì à, vẫn là trục phu qua truyền thống 10 tắc kê rất là đẹp 10 tắc kê ha cái trục phu qua sau này thì cái trục này rất là nhiều trục rất là nhiều trục eo quanh trục và Uh, với trục này là trục phu qua truyền thống thì được bên cạnh trục này thì rất là nhiều loại trục nhưng mà có sản phẩm của sản phẩm của CMC thì vẫn sử dụng là vật phu qua phu qua này thì có thể là 8 tắc kê và 10 tắc kê nhưng mà với bây giờ hiện tại là 10 tắc kê cả không phải 8 tắc kê tắc kê hai tầng nữa ha với một cái vè nữa một cái điều mà đáng rất là chú ý và cảm thấy tôi rất là hài lòng của cái servi này đó là cái về cái về này là về uống lượng không phải là về vuông hay là về vòm vùng thì về uống lượng này thì nó rất là tốt uống lượng này khi mà chúng ta lưu thông trên đường á, lúc mà nó nhịp nó cũng là nó chạy á, thì với cái độ đàn hồ độ nhịp của nó thì nó sẽ tránh được cái độ gãy độ gãy của cái của cái 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 vè này ha một số cái mọt của đời đầu thì nó luôn gãy nếu mà về vuông thì nó luôn gãy luôn gãy một cái vè này rất là dễ gãy nhưng mà với cái kết cấu vè này với thiết kế như thế này thì nó nó rất là khó vì gãy và khi nổ vỏ nó mâm thì nó cũng không vấn đề không ảnh hưởng gì mấy cái khổ nổi khi mà đây nó mà à, ví dụ như là nó mà nó xuống cấp hay chúng ta là quá trình sử dụng rất là lâu mình bị có thời gian thì nó sẽ xuống cấp hay là bị gãy vỡ thì chúng ta thay thế và gặp lại thì cái, cái này giá thành của cái vè này hơi cao bởi vì vè này gặp không đơn giản rồi đó thì cái một cổ cò nó có ưu điểm nữa là nó cái gầm nó rất là thấp Và nó thấp thì chúng ta nó sẽ có ưu điểm là mở cái cong ra khi mà xuống hàng lên hàng thì nó cũng dễ và gầm thấp á, thì nó cho cái độ bám đường nó tốt hơn tránh ma sát hơn với sử dụng với dòng dòng vỏ này, vỏ vỏ double coi thì cái độ ma sát thì cái vỏ double coi này nó rất là chai lì và nó rất là ổn định thì người ta dùng ta tin dùng cái vỏ double coi này người dùng việt nam là rất là thích vỏ double coi với thiết kế là gầm thấp và cái gầm thấp này nó đặc biệt là với phù hợp với địa hình hình Việt Nam với vô những cung đường thì những cái dây điện những cái cây cối nó rất là thấp thì chúng ta sẽ là gì vậy? đi qua rất là dễ còn móc xương thì nó cao hơn cao hơn nó sẽ qua rất là khó khăn hơn đấy chúng ta sẽ quan sát cái dưới bằng gầm của rau mọt ha đấy đây đây là phần gầm của rau mọt sử dụng trục vuông phu qua rất là đẹp mà sản phẩm mới ạ đó là sơ qua về sản phẩm Xiaomi của cò CIMC. Đây, sản phẩm của cò Xiaomi thì chúng tôi có rất là nhiều sản phẩm và hiện tại thì giá thành của chúng tôi đã khá là cạnh tranh so với thị trường hiện tại tại thành phố Hồ Chí Minh. À, những cái hỗ trợ của khách hàng ví dụ như chúng tôi thấy khi các bạn mua số lượng nhiều chúng ta sẽ hỗ trợ được phần là vay vốn ngân hàng hoặc là thu mua tất cả những sản phẩm cũ qua sử dụng ví dụ như của cò của anh em là cổ cò 40 đi ha lỗi thời tải thấp thì chúng tôi sẽ thu mua lại với đổi lên tải của cò 40 tải cao hoặc là 45 48 feet cao hơn và thu mua rất là nhanh gọn hay là anh em chỉ cần uh, thu mua chúng tôi có thể thu mua không cần phải trao đổi cũng được hoặc là nhận ký gửi sản phẩm sơ mi móc hoặc là xe đồ kéo cũ đã qua sử dụng uh, trao đổi thu mua những cái sản phẩm cũ để nâng cấp sản phẩm mới chúng ta tại sao chúng ta là không nâng cấp nâng cao cái công cụ lao động mình để tạo ra hiệu quả nó cao hơn ạ hãy uh, nâng nâng cấp công cụ lao động của mình để tạo ra hiệu quả nó cao hơn cho cho cái uh, sản lượng sản phẩm ra tốt hơn và bắt kịp được xu thế với thị trường càng ngày càng cạnh tranh và uh, hiện đại hóa thì cực kỳ nhanh Đấy, Đây là sữa cò 45 Thì bên cạnh đó thì chúng tôi có cung cấp một số là công công uh, bán cho thuê rồi uh, xe đồ kéo xe Miramob mới cũ cắt loại và cho thuê rơ móc cho thuê xe đầu kéo thì anh em có quan tâm thì liên hệ tới số điện thoại 0932 795 695 0981 82 3539 truy cập vào website www vn com truy cập vào www phát com để biết những thông tin chi tiết hoặc là điện thoại nhắn tin và Facebook Zalo những số này chúng tôi sẽ có uh, nhân viên sẽ là tư vấn chẳng kẽ cho anh em hỗ trợ anh em hết mình với dòng sản phẩm những anh em mà gặp khó khăn hoặc là cung cấp phụ tùng thì bên cạnh đó thì chúng tôi là có đây sản phẩm sàn cũ qua sử dụng robot sàn mới robot lồng robot cổ cò 45 40 48 feet mới cũ cắt lại ai sàn mới ha đây là một số dòng sản phẩm à, kèm theo khi chúng tôi à, cung cấp cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình nếu mà anh em có quan tâm hoặc là uh, ủng hộ kênh thì nhớ đăng ký uh, nhấn like, subscribe đăng ký kênh youtube của mình ngay bên dưới và kết bạn zalo, facebook của mình để mình hỗ trợ hết mình về dòng sản phẩm thì uh, tất cả nhu cầu của anh em đây là của cò 48 feet à. chiều dài nó là lên tới 15 mét 1 không? rất là đẹp rất là mới vẫn sử dụng trục phù qua và vỏ đục coi truyền thống vẫn là về vuông về uống lượng rất là đẹp ờ, dòng sản phẩm 48 feet này thì khá là thông dụng và được nhiều người tin dọn khá là tốt theo bắt kịp theo xu thế thì của hàng hóa ngày hôm nay khá là cạnh tranh và thật sự là tôi nghĩ là nếu mà anh em nào mà ví dụ như tải thấp hay là sản phẩm mình chưa đáp ứng được cái cái bắt kịp được thị trường thì hãy liên hệ với tôi tôi sẽ hỗ trợ hết mình để chúng ta cùng đăng cấp sản phẩm của mình lên và cho công ty ô tô Quỳnh sẽ Phát sẽ hỗ trợ anh em hết mình tất cả những sản phẩm mới cũ cắt lại tại thành phố Hồ Chí Minh liên hệ số điện thoại 0932 795 695 0981 82 3539 truy cập vào website www xe vn com và web thứ hai www.autohoanchapfac.com. Nhớ nhấn like, subscribe đăng ký kênh mình ngay bên dưới để có những thông tin chi tiết hoặc là theo dõi những clip mới những dùng sản phẩm mới. À, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip mới hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người làm ăn phát tài phát lộc và có tràn đầy sinh lực, tràn đầy sức khỏe để có một tạo ra sản phẩm, tạo ra cái hiệu quả công việc cao nhất có thể. Vâng, chào tất cả mọi người ạ.